Rồi, chào mọi người. Là bây giờ lại tiếp tục giới thiệu cho người một cái máy đục. À, cái này là máy chuyên đục nha. Máy đục này có 1300W, dùng điện là 220, 24, 50, 60 Hz. Nó dùng cái có là búa của nó là quay là 3800 vòng phút. Cái lực đập của nó là 20G nha. Với lực đập là 20G và giá đang trong chương trình này cực kỳ hấp dẫn luôn. 1.9 triệu thôi nha. 1.9 triệu thôi. Đây là dòng máy đục, nó thiết kế là cái tay cầm nó có giảm chấn cho anh em nha, giảm chấn. Đó. Nha, thì cầm giảm chấn mình cầm nó sẽ giảm, và dòng công nghiệp nó có cái đầu đục nó rất là hoành tráng này ha. Nó kèm theo chúng ta là hai mũi đục, một mũi đục nhọn, một mũi đục dẹp. Rồi vậy thôi. Thì đây là cái dòng máy đục 17 ly nha anh. Máy đục này đục 17 ly. Nó gồm mà sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành và hai cái chậu than dự phòng, cái mở bò và cái tay là mở châm mở bò. Đây là hai cái mũi đục, mũi đục chúng ta đục 17 ly nha. Đây đó, đục 17 ly. Đây à, và đây là cái máy chúng ta. Cực kỳ đã luôn nha. Đấy. Thì đây là một cái dòng máy chuyên đục, đục không ha, nó không có khoan gì hết, chuyên đục không thôi. Một chức năng đục. Ha, thiết kế nguyên cái dàn búa đục rất là lớn nha anh em. Rất là lớn luôn. Và cái tay cầm này có cái độ đàn hồi giúp dập tắt cái dao động từ cái búa này nó lên cái tay chúng ta, giúp không bị mỏi, bị rung tay ha. Đây. Đó. Em thấy cái đầu này nó nhịp đó, khi mà đục nó dao động ha, nó có lò xo nhịp lại nha, rất là chắc chắn luôn. Đấy, thì người xem cái cụm đục nè, cụm búa nè nha, được thiết kế những cái con ốc lục giác ha, rất là mạnh mẽ đó. Đầu đục 17 ly nè trên đây. Thì những cái mũi đục này khi mà mọi người muốn thử á, mọi người phải chọt vô và phải chúi xuống như nè, chúi xuống vậy thì mọi người đục thì nó mới nghe tiếng búa được. Còn nếu mọi người cầm để ngang thì nó không bao giờ nghe được, bởi vì cái mũi đục nó chưa tới cái búa ha. Thì mình đã test thử nhiều rồi, mình biết này, mình bán cũng tương đối nhiều rồi nha. Thì khi mà anh em thử cầm ngang vậy thử, không bao giờ nghe tiếng búa được, thì mình cắm điện cho chạy thôi, còn búa là không nghe được. Để anh em nghe được cái tiếng máy chạy rất là êm ha, cực kỳ êm luôn. Thì những dòng này bán rất là mạnh thị trường nước ngoài nha, rất là mạnh luôn đó. Thì khi mà mọi người thử đục quá là phải chuỗi xuống như này, để cái búa ha, những mùa đục lên thì nó sẽ vọng xuống này rất là khỏe. Người xem cái búa nha, hành trình nó dài nữa, đục mạnh lắm. Chưa bao giờ có chương trình nào mà giá tốt hiện tại nha anh em. Anh em mua hàng là tranh thủ mua, đầu năm chúng ta đục phá ha. Đó, đầu năm mà đột phá, cuối năm ta hoàn thiện vậy thôi. Đó, rất là đẹp, được thiết kế những cái này bằng nhôm nè ha. Đấy, nhôm em thấy không, quá trời đã luôn nha. Chỗ thang thì mở này ra mình thay. Đó, tay cầm dòng này ốc nó xỏ ngang trên đây nha, ốc xỏ ngang tại khi mà mình nhịp đây nè, cái này nữa nó sẽ nhịp theo nha, mà nhịp chút lên chút ít thì không có nhiều. Trên đây là nguyên cầm búa của nó, và mở bò chúng ta nằm ở trong đây ha, mở bò nằm ở trong đây đó. Thì anh em mình mua về cái này thế mình đục thôi nha. Cái này dạng là mình đục cũng dạng là đục cột, đục những dạng lớn á, nhưng mà gọi mà đục bê tông mà chuyên đục sàn lớn thì nó cũng chưa phải đục sàn lớn nha. Đục bê tông mà chúng ta đục sàn lớn thì chúng ta phải sẽ đục 30 ly nha, cỡ đó thì chúng ta đục mới khỏe được. Còn những cái này thì nó chỉ mang cái gọi là đục, nhưng mà nó không phải đục sàn ở đâu nha. Đó, thì những anh em nào mà chúng ta đã xài vấn đề công xây dựng rồi, chúng ta có thể nhìn qua là chúng ta biết được là nó xài ở trong cái dạng nào, để chúng ta đầu tư cho nó đúng ha, mua sản phẩm về sử dụng cho đúng cách. Chứ chúng ta mua này về chúng ta đụng cái sàn ha, đuối. Rồi, ok anh em, chỉ 1.900.000 cho cái máy đục giống vậy, giá cực kỳ tốt luôn nha. Anh em có thể check mọi miền đó về cái giá luôn để mình có thể mình biết được ha. Đó. Rồi, ok, anh em có nhu cầu mua hàng cái máy đục này liên hệ số điện thoại bên dưới ha. Rồi, xong thẳng dưới.
Thì những cái con máy đục này đựng trong cái hộp này nè nha, nên trong quá trình vận chuyển nó chứ anh em nha, trong quá trình mà ship code á thì nó dễ sinh ra là mấy anh em vận chuyển á nó bị nó quăng rồi nó bị móp méo hộp một chút. Thì cái đó anh em có mua hàng ở xa thì cũng thông cảm điều đó. Còn anh em nếu mà không muốn mà ship code nó thì mà gửi chành xe thì làm chuyển khoản trước nha, để giao nó chành xe. Thì những cái này á là máy nó nặng, cước phí nó cao nha, máy nó nặng cước phí nó cao mà đựng trong hộp nhựa vậy nè, thì mình có gói hàng cách mấy chăng nữa cho dù mình đóng ở trong cái đóng trong thùng gỗ á ha, trong cái thùng gỗ á thì những cái chi phí mà đóng thùng gỗ rất là mắc nha. Thì thông thường cái này chỉ quấn cạc tông lại để giao cho anh em thôi nha, còn anh em nào muốn đóng thùng gỗ á ha, rất là mắc tiền, chi phí rất là cao luôn nha. Thì nên mình đó, anh em có nhận hàng thì thông cảm về cái vấn đề mà thùng bọng đó, với một cái máy cầm nặng như vậy mà chúng ta ship code đi bưu điện thì cái rủi ro về cái thùng là nó có, mà nói trước luôn nha. Còn anh em mà muốn hoàn hảo, ok, ghét cái hàng lựa móc cái nào đổi cái đó nha, móc cái nào thì đổi cái đó luôn, không cần phải nói nhiều, anh em trở về cái là nó mới tin đó. Còn anh em mà nhận hàng ship code thì nói chung mà có những cái mà nó nhỏ nhỏ đó thì cũng bỏ qua dùm, tại vì cái shop thì không muốn điều đó nha, shop thì không muốn điều đó, nhiều khi nó ảnh hưởng tới cái máy ha, ảnh hưởng tới cái máy nó nặng quá thì ok có thể trả hàng về, nhưng mà về cái thùng bên ngoài thì anh em thông cảm nha nhá. Ship code những cái máy này thực sự bên mình thì lựa thì cũng là hàng mới, nhưng mà khi mà giao cho bên những cái retail á, retail bot nó đi á thì nó hay nó quăng nó liền hàng ha, mình không kiểm soát được nó được, nên cái điều đó nó vẫn có xảy ra. Rồi ok, anh em mà có mua cái máy đục này với giá 1.900.000 liên hệ tại số điện thoại bên dưới. Rồi, cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.